Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bình sữa cu cu nhựa PPBPA Free cổ hẹp 240ml giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí đặc điểm sản phẩm bình sữa có kiểu dáng bền và đẹp họa tiết được in bằng mực không độc hại vạch chia dung tích rõ ràng dễ dàng sử dụng nắp bình đẩy chặt không cho sữa đổ ra ngoài và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm núm ti có lỗ thông khí giúp kiểm soát dòng chảy chậm và đều đặn chống đầy hơi và chống sặc hướng dẫn sử dụng rửa sạch bình và núm ti trước khi sử dụng lần đầu và sau mỗi lần sử dụng bằng dung dịch rửa bình sữa Ngâm nước sôi từ 3 đến 5 phút hoặc tiệt trùng bằng máy tiệt trùng, thân bình chịu nhiệt bình PP. trừ 20 đến 110 độ C, bình PET -20 đến 180 độ C, bình PPSU trừ -20 đến 200 độ C, núm ti silicon có khả năng co giãn cao giúp có cảm giác mềm mại. Sử dụng dưới sự giám sát của người lớn, hướng dẫn bảo quản để nơi khô ráo, thoáng mát tránh tiếp xúc trực tiếp với lửa và các chất ăn mòn sản phẩm, thay núm ti sau khi sử dụng từ 1 tháng 2 tháng để đảm bảo vệ sinh. An toàn, thay núm ti nếu thấy có vết rách, vết răng cắn hoặc khi núm ti bị cũ, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết